Những người xem phim 18 cộng nhiều thường hơi hói. À, ok không? Thế chắc mấy bác chủ tịch nước toàn chả làm cái gì suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng nên là bác hói hết. Một con tóc luôn mà sợ lâu hơn rồi không? Tại làm ăn gì đâu? Chả làm ăn gì? Suốt ngày ở nhà xem